Rồi chào các bạn đã trở lại kênh YouTube của mình nè. Nay mình có cái video nói về mấy cái khởi động từ nè các bạn. Thì đây là ba cái khởi động từ cũ lấy trong thiết bị ra mình xài lấy ra các bạn. Thì hôm nay mình có một cái mẹo để các bạn thường hay gặp, nhất là mấy cái bạn mà những bạn mới sinh viên rồi mới ra trường á, thì ưa có gặp cái trường hợp này, là trường hợp là khi mà các bạn ghim vô cái cuộn hút, cấp nguồn cho cuộn hút, nhưng mà cái khởi này nè nó bị ghè các bạn, nó bị ghè, nó đóng mà nó lúc đóng lúc nhả, lúc đóng lúc nhả gì đó. Thì mình trong đầu mình cứ nghĩ là cái cuộn khởi động từ này bị hư, thì cũng có thể hư đó, nhưng mà có một cái lỗi mà các bạn sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm, đó là đây, đó là như thế này. Để mình làm cho các bạn xem ba cái khởi này, mình thử từng khởi cho các bạn xem. Đó. Rồi. Đây là cái chuôi này chuẩn bị ghim vô nguồn điện, bây giờ mình đấu vô mấy cái cuộn hút của khởi nha các bạn. Đầu tiên mình thử cái khởi này trước nè. Đấu vô. Rồi bây giờ mình sẽ ghim điện nè, cái khởi này nó sẽ hút nè. Rồi mình ghim điện nha bạn. Nè, nó sẽ hút nè. Nè. Đó, các bạn sinh viên mới ra trường hay mọi người ưa gặp cái lỗi nè. Nè. Nó hút mà lúc nó hút nó chập chờn gì nè. Đó nó ghè gì nè. Đó. Mà mình nghĩ cái cuộn khởi này nó bị hư. Rồi, tiếp theo sẽ làm cho bạn tiếp theo một cuộn khởi kế bên. Cái mẹo này nhỏ nhỏ thôi, nhưng mình cách nhìn thôi là mình biết ngay. Thì có cái này để chia sẻ với bạn, mới mốt các bạn có gặp cái lỗi này thì đầu tiên các bạn kiểm tra cái này trước rồi từ từ tính nữa. Thế thôi, mình nghĩ là cái cuộn khởi này bị hư. Rồi mình thử cái khởi này các bạn, khay giữa đó. Đó, bạn thấy chưa? Là nó hút xuống nè. Đó, nó hút. Thì cái khởi này nó hút, nhưng mà tiếp điểm này nó không ăn. Hồi nãy mình đã đo rồi. Thôi bây giờ mình dẹp cái khởi qua bên đi. Để khi nào mình nói về riêng về cái khởi này là mình thấy nó hút đó, nhưng mà nó tích điểm nó không ăn. Mình nãy mình đo rồi, khi nào có video khác mình nói về cái khởi này. Đó, bây giờ mình sẽ thử hai khởi này, hai khởi giữa này để qua bên đi. Rồi tới nãy mình thử cái khởi này rồi, giờ mình thử cái khởi này các bạn. Đây nào mà nói về cái video cái khởi đó, cái khởi này nãy. Rồi này mình đấu sơ sơ thôi, ghim chủ yếu cấp nguồn cho cuộn hút thôi, mình ghim chắc làm gì. Rồi các bạn xem cái khởi này nè. Đó, các bạn thấy hút không? Nè. Không có tiếng ghè gì cho nghe các bạn. Rồi. Thì bây giờ tại sao mà bên cái khởi này á là nó ghè, khởi này nó không ghè, mà mình nghĩ là mình ghim vô cái khởi này bị hư. Thì giờ mình bật mí luôn một cái lỗi nhỏ nhỏ nè. Khi các bạn cầm một cái khởi động từ lên các bạn đấu á, thì các bạn muốn cấp nguồn cho cái khởi đó, các bạn phải kiểm tra
cái nguồn của cuộn hút. Thì ở đây nó ghi nè, nguồn của cuộn hút nè là A1 A2 nè, là nguồn của cuộn hút là tới 380V nha các bạn. Mà các bạn đấu vô có 220V là cái cuộn hút này nó chưa có đủ áp cho nó, nên là cái hút này nè nó chưa có đủ áp, nó hút chập chờn nha các bạn, nó hút chưa có dính. Thì bởi vì các bạn thấy là nó bị ghè đó. Đầu tiên mình thử cái cuộn hút, còn hồi nãy nè cái cuộn hút bên đây nè, mình ghim cái nó ăn, nó điện nó hút mạnh nè, là các bạn thấy nè đó, cuộn hút A1 A2 của nó nè là nó 220V. Thì đôi lúc cái sơ ý nhỏ nhỏ này các bạn tưởng là cái khởi này nó hư, mà ngờ đâu cái khởi này là nguồn của nó tới 380, là do là cái tiếp điểm nó lớn, nó xài cho động lực ampe nó cao, nên là cần cái cuộn hút 380 để nó hút cái này xuống. Là bạn chủ yếu là mình đóng cái tiếp điểm đó. Cái tiếp điểm lớn đó, thì các bạn phải đóng cho nó chặt hơn ha. Cái tiếp điểm dòng thấp đó, các bạn phải đóng đóng tiếp điểm đó, đóng nhẹ cũng được, nhưng mà dòng cao á, như cái motor lớn đó, các bạn phải đóng tiếp điểm cho nó chặt. Thì mình phải xài cái cuộn hút 380 là mình hút sâu xuống, hút dính cho nó, dính tiếp điểm cho nó cứng nha các bạn. Tại vì các bạn ghim mà nhiều khi các bạn đấu nguồn vô cuộn hút, là trên sơ đồ thiết kế là cuộn hút có để 220V, nhưng mà các bạn đấu vô là nó bị nhè nhè, các bạn tưởng là mạch của mình hư, rồi đâu là do cái cuộn hút mà bạn không để ý nè, cuộn hút tới 380 mà gặp một số khởi á, thì nó có 380 với 220 đó. Bạn muốn đấu á, thì bạn không coi cái nguồn của cuộn hút để mình đấu cho chính xác các bạn. Thì ở trong cái công tắc tơ này á, thì các cuộn hút á là nó như nhau, cái như nhau có một số hãng là nó giống nhau đó, nếu bạn cùng ampe nhau á thì nó giống nhau hết, các bạn có thể đổi cuộn hút với nhau, các bạn làm việc được. Thì cái video này mình nói cho video sau để nó đừng cho lộn xộn. Rồi video này tập trung chủ yếu là các bạn cách xác định nhận biết cái khởi này là xài cho cuộn hút bao nhiêu volt để các bạn đấu đó. Thì rõ ràng các bạn ghim vô bị nhè, các bạn không biết, các bạn tưởng nó hư, ngờ đâu là một bên là 220 nè đó, một bên là 380 mà các bạn cấp nguồn. Mà chú ý, các bạn chú ý là bên này chú ý nguồn cuộn hút, các bạn đưa nguồn 380V như đây là hư cái cuộn hút này các bạn đó. 220V vô 380 thì không có gì, chứ 380 vô 220V là bị hư cái cuộn dây các bạn. Nên các bạn chú ý về cái cuộn hút, một cái lỗi nhỏ nhỏ mà các bạn không như chú ý thì mình sẽ hư nha các bạn đó. Thì video này mình kết thúc tại đây, mình nói về cái cách xác định lựa chọn cái cuộn hút cho chính xác trước khi mình đấu cái ba mạch. Rồi cảm ơn bạn xem video của mình ha.